Tại sao bà Trương Mỹ Lan dù đã khắc phục được 323.000 tỷ vẫn bị đề nghị tử hình không nhân nhượng? Xin kính chào các bạn đang theo dõi Ghê Cơ Thể trong sáng ngày 18 tháng 11. Phiên xét xử Trương Mỹ Lan tiếp tục diễn ra một lần nữa. Trương Mỹ Lan hầu tỏa sắc mặt nhợt nhạt, chán nản vô cùng. Chú sẽ hiểu ai có thể vui vẻ nổi khi đang đẩy cả gia tộc Lâm vào nợ nần chồng chất, còn bản thân có một lời đề nghị án tử treo lơ lửng trên đầu. Vậy đâu là lý do Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra đề nghị bác bỏ kháng cáo của bị cáo Trường bị làng giữ ý án tử? Phải nhấn mạnh rằng, dù bà đã có những động thái rõ ràng để khắc phục hậu quả tài chính lên tới 323.000 tỷ đồng, điều này đặt ra một câu hỏi lớn: tại sao một người đã nỗ lực khắc phục thiệt hại một cách ấn tượng như vậy vẫn phải đối mặt với án tử hình? Vụ án mà bà Trương Mỹ Lan đang phải đối mặt là một trong những vụ án kinh tế phức tạp và nghiêm trọng nhất trong lịch sử tư pháp Việt Nam. Bà Lan cùng đồng phạm bị cáo buộc đã có hành vi tham ô tài sản, vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, đồng thời thực hiện các hành vi tham nhũng, tinh vi để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của ngân hàng SCB. Một lúc, Trương Mỹ Lan đối mặt với ba tội danh mà tội nào cũng là tội to. Tội trọng nhẹ nhất mới đây được đề nghị từ 16 đến 18 năm, còn nặng nhất chính là án tử hình. Ngoài phần thỉnh cầu cho bà Lan được giảm án tử hình, các luật sư cũng đưa ra nhiều căn cứ phân tích cho đề nghị của mình. Luật sư Thanh đề nghị hội đồng xét xử xem xét kỹ nhiều bất cập trong phương pháp tính toán số tiền chiếm đoạt thiệt hại của SCB. Nếu tính đúng, tính đủ, bà Lan không bị quy kết nhiều như vậy, dẫn đến trách nhiệm hình sự của bà Lan bớt nặng nề. Luật sư Giang Hồng Thanh, một trong năm người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan nói: việc tính toán về số tiền bị quy buộc không có nghĩa là bà Lan từ chối trách nhiệm trả lại tiền cho SCB để ngân hàng trả cho ngân hàng nhà nước. Bà Lan cũng khẳng định đây là hai vấn đề tách bạch và luôn cam kết dùng mọi tài sản có được để trả lại cho SCB, kể cả khi hội đồng xét xử có tính toán giảm số tiền quy buộc chiếm đoạt xuống cho bà Lan. Bản án sơ thẩm xác định bà Lan chiếm đoạt 415.666 tỷ đồng nợ gốc của SCB. Hội đồng xét xử áp dụng nguyên tắc có lợi trừ 111.570 tỷ đồng là các giá trị tài sản đảm bảo được công ty Hoàng Quân định giá và SCB chấp nhận. Số tiền còn lại quy buộc bà Lan chiếm đoạt là 304.096 tỷ đồng. Luật sư cho rằng số tiền này không chính xác, cần phải áp dụng công thức để tính số tiền chiếm đoạt là 415.666 trừ đi 295.940. Giá trị định giá 726 trên 1.161 mã tài sản đảm bảo. Tài sản cố định của SCB, các khoản vay đã bán nợ cho VAMC, cấn trừ nợ bán tài sản trả chậm 5.000 tỷ tiền tăng vốn điều lệ. Giá trị của 440 tài sản đảm bảo chưa được công ty Hoàng Quân định giá từ các con số trên. Nếu tính tổng giá trị tài sản đã được định giá cùng với tiền gia đình bà Lan đã khắc phục cho đến nay cũng như tiền thu hồi từ các tổ chức cá nhân phải hoàn trả cho bà Lan thì số tiền khắc phục được xác định khoảng 323.052 tỷ đồng, tương đương 3/4 số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt. Con số này chưa bao gồm giá trị của 440 mã tài sản chưa được định giá và 658 mã tài sản đang bị kê biên không bảo đảm cho bất kỳ nhiệm vụ nào đối với 193.169 tỷ đồng lãi suất trên nợ gốc mà bản án sơ thẩm buộc bà Lan phải bồi thường. Theo luật sư, SCB không có quyền yêu cầu thanh toán lãi suất đối với các khoản vay này bởi quá 3 năm từ thời điểm người vay không trả tiền, SCB chưa khởi kiện yêu cầu thanh toán. Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cho rằng, nếu tạm chấp nhận giá trị định giá của các mã tài sản hiện có trong vụ án để đối chiếu về con số thì giá trị tài sản của bà Lan dù khắc phục hậu quả đáp ứng việc được áp dụng điểm B. Khoảng 1 điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015, người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả. Ngoài ra, theo luật sư Huyền Trang, các hành vi sai phạm của bà Lan diễn ra trong 10 năm, được phân chia thành hai giai đoạn, một giai đoạn, một từ năm 2012 đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2018. Thời điểm Bộ Luật Hình sự 2015 có hiệu lực, bà Lan bị kết tội vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Thứ hai, giai đoạn 2, đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 bà Lan bị kết tội tham ô tài sản trong lĩnh vực kinh tế tư nhân. Như vậy, cùng một hành vi, một ý thức xuyên suốt từ những năm 2012 đến khi bị khởi tố mà bà Lan bị truy tố về hai tội danh. Điều này là bất lợi cho bị cáo.
Luật sư Trang nói thêm rằng đây là vụ án tham ô tài sản đầu tiên trong lĩnh vực tư nhân bị xét xử và tuyên án mức án tử hình. Luật sư cũng đưa ra 3 tình tiết giảm nhẹ. Đáng chú ý thứ nhất là trong đó suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bà Lan luôn nhận trách nhiệm chưa từng đổ lỗi cho bất kỳ ai. Thứ hai, bà Trương Mỹ Lan cam kết khắc phục toàn bộ thiệt hại thứ ba từ các căn cứ trên. Cùng với việc bà Lan còn có huân chương lao động hạng 3, 31 bằng khen và nhiều tình tiết giảm nhẹ khác. Luật sư Trang đề nghị viện kiểm sát chấp nhận quan điểm bào chữa của luật sư và có kết luận đối với tội tham ô tài sản. Để giảm hình phạt tử hình xuống chung thân cho bà Loan, các cơ quan tố tụng xác định, trong 10 năm thâu tóm SCB, bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10 năm 2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay, dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi. Tòa xác định đây là số tiền thiệt hại của vụ án. Bà Lan có nghĩa vụ phải bồi thường cho SCB. Theo cáo trạng, trong suốt 10 năm qua, bà Lan đã lợi dụng quyền lực của mình trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB để thực hiện hàng loạt hành vi gian lận tài chính gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân hàng. Các khoản vay từ SCB đã được giải ngân không đúng mục đích, không có khả năng thu hồi và hậu quả là gần 700.000 tỷ đồng. Nợ xấu không thể thanh toán mặc dù bà Lan và các luật sư bào chữa cho bà khẳng định rằng bà đã có nỗ lực rất lớn trong việc khắc phục hậu quả. Với việc thanh toán một phần nợ nần lên tới 323.000 tỷ đồng nhưng cáo trạng vẫn không thay đổi một trong những yếu tố quan trọng cần được phân tích là yếu tố tâm lý của người phạm tội. Tâm lý học tội phạm cho rằng một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật trong các vụ án kinh tế lớn như hiện nay là sự mất kiểm soát đối với quyền lực và lợi ích cá nhân. Trong trường hợp của bà Trương Mỹ Lan, chúng ta có thể thấy rõ dấu hiệu của sự thỏa mãn vô độ đối với quyền lực mà bà có được sau khi thâu tóm ngân hàng SCB. Việc chiếm đoạt tài sản của SCB không phải là hành động ngẫu nhiên hay do hoàn cảnh mà là kết quả của một chiến lược tinh vi và có chủ tịch. Việc bà Lan nắm giữ 91% cổ phần của SCB cho thấy một quyền lực quá lớn mà bà có thể thao túng cả một ngân hàng quốc gia. Quyền lực này, một khi đã được củng cố có thể dẫn đến sự bất chấp đạo đức và pháp luật. Đó là lý do tại sao bà Lan không chỉ vi phạm quy định cho vay mà còn có những hành vi tham ô, có tính chất hệ thống, chiếm đoạt số tài sản khổng lồ của ngân hàng. Một yếu tố quan trọng nữa là việc bà Lan có những đồng phạm trong tổ chức Vạn Thịnh Phát cũng như trong hệ thống ngân hàng tạo ra một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau trong các hành vi vi phạm pháp luật. Dù bà Lan có thể khắc phục phần lớn thiệt hại nhưng tâm lý tội phạm của bà vẫn không thể bỏ qua. Đây là lý do mà các cơ quan tố tụng không thể dễ dàng giảm nhẹ tội phạm cho bà. Hành vi phạm tội của bà không chỉ đơn giản là thiếu trách nhiệm mà còn có dấu hiệu của một sự lạm dụng quyền lực có tính toán kỹ lưỡng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính theo viện kiểm sát đề nghị án tử hình. Vì những lý do sau, một bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty khác trước khi hợp nhất. SCB hoạt động theo hình thức nhờ các cổ đông đứng tên giúp lợi dụng vị trí cổ đông lớn của các ngân hàng. Bà Trương Mỹ Lan đã thế chấp để đảm bảo các khoản vay của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. 2. Sau khi biết các ngân hàng trên phải hợp nhất, Trương Mỹ Lan mua lại cổ phần của các ngân hàng trên, đưa người vào nắm giữ các vị trí chủ chốt. Trương Mỹ Lan nắm vị trí chi phối đại cổ đông, nắm 91% cổ phần ngân hàng SCB. Do đó, các bị cáo khác nhận thức bà Lan là chủ điều hành ngân hàng, có quyền quyết định cao nhất tại SCB. Từ đó, việc viện kiểm sát cho rằng có đủ điều kiện để xét xử bà Trương Mỹ Lan về các tội vi phạm về chức vụ 3. Tại cấp phúc thẩm, bà Lan thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện quyết tâm khắc phục hậu quả bằng cách có đơn cam kết đưa các tài sản không bị kê biên và dự án 6A để khắc phục hậu quả. Đây là tình tiết giảm nhẹ mới của các bị cáo nên có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Thứ tư, tuy nhiên, đối với tội tham ô tài sản, bị cáo tổ chức thực hiện hành vi trong thời gian dài gây thiệt hại đặc biệt lớn, dùng thủ đoạn tinh vi, mặc dù có tình tiết giảm nhẹ mới nhưng bị cáo chưa đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt. Luật pháp Việt Nam trong các vụ án tham ô, đặc biệt là những vụ liên quan đến tham nhũng luôn có những quy định rất chặt chẽ về hình phạt. Theo Bộ Luật Hình sự 2015, tham ô tài sản là một tội danh rất nghiêm trọng và mức án dành cho tội danh này có thể lên đến tử hình.
nếu gây thiệt hại đặc biệt lớn và có tính chất tinh dị, bà Trương Mỹ Lan đã vi phạm các điều khoản về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là trong việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để giải ngân hàng nghìn tỷ đồng cho các công ty trong hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho SCB. Dù bà đã cam kết khắc phục thiệt hại, nhưng việc bà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong suốt 10 năm không thể không bị xem xét. Do đó, dù bà Lan có khắc phục được 323.000 tỷ đồng, nhưng các tình tiết như phạm tội trong thời gian dài, hành vi tham ô có tổ chức và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vẫn khiến cho mức án tử hình là một lựa chọn không thể thay đổi. Điều này cũng đồng thời phản ánh sự nghiêm khắc của pháp luật Việt Nam trong việc xử lý các vụ án tham nhũng và các tội danh kinh tế, căn cứ để quyết định hình phạt để rộng đường dư luận và khách quan hơn. Dưới đây là phân tích của tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho biết. Theo quy định của pháp luật, việc giải quyết vụ án hình sự sẽ hướng đến hai vấn đề là tội danh và hình phạt. Trường hợp bị cáo có tội, tòa án sẽ lựa chọn loại hình phạt và quyết định mức hình phạt phù hợp theo quy định tại Điều 50 Bộ Luật Hình Sự. Việc quyết định hình phạt sẽ căn cứ vào quy định của Bộ Luật Hình Sự trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, thân nhân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bởi vậy, để xác định người phạm tội phải chịu hình phạt như thế nào, trước tiên phải có căn cứ vào việc người đó phạm vào tội gì, ở khung hình phạt nào. Hình phạt đối với người phạm tội còn phụ thuộc vào khung khoản, điều luật áp dụng có thuộc khung tăng nặng trách nhiệm hình sự hay không. Theo ông Cường, việc quy định mức hình phạt cụ thể còn căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Những yếu tố này cũng quan trọng khi tòa quyết định loại hình phạt và mức hình phạt cụ thể đối với từng người phạm tội khi lượng hình. Tuy nhiên, nguyên tắc chung là phải áp dụng hình phạt mà pháp luật có quy định. Việc chuyển sang hình thức khác chỉ có thể áp dụng nếu đủ điều kiện áp dụng quy định tại Điều 54 Bộ Luật Hình Sự. Đối với vụ án có khung hình phạt cao nhất là tử hình như tội tham ô tài sản mà bị cáo thực hiện hành vi tham ô, với số tiền đặc biệt lớn có thể nói là lớn nhất trong lịch sử tố tụng hình sự như vụ Vạn Thịnh Phát, dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự cũng khó có thể thoát được mức án cao nhất, vị chuyên gia nói thêm. Ở giai đoạn phúc thẩm, tòa án sẽ xét xử lại phần bản án, quyết định có kháng cáo hoặc có kháng nghị. Tòa án cấp phúc thẩm sẽ làm rõ việc xét xử tại cấp sơ thẩm về tội danh là đúng hay chưa, có oan sai hay không. Tiếp theo là làm rõ mức hình phạt và loại hình phạt áp dụng như vậy đã phù hợp hay chưa, giai đoạn phúc thẩm có tính tiết chứng cứ gì mới hay không. Tuy nhiên, thực tiễn trong tố tụng cho thấy có những vụ án mặc dù cấp phúc thẩm xuất hiện nhiều tình tiết mới nhưng xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tòa án vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm, mặc dù bà Lan đã thực hiện các hành động khắc phục hậu quả rất đáng khen ngợi, nhưng không thể phủ nhận rằng hành vi của bà đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin của công chúng với hệ thống ngân hàng và tài chính Việt Nam. Những vụ việc tham nhũng lớn như vậy nếu không xử lý nghiêm khắc có thể tạo ra tiền lệ xấu, khiến cho những người khác tin rằng họ có thể lách luật hoặc chỉ cần khắc phục một phần thiệt hại là có thể thoát tội. Do đó, việc các cơ quan tố tụng duy trì mức án tử hình đối với bà Lan là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến cộng đồng và những đối tượng có khả năng phạm tội. Không có ai không có ngoại lệ, không có sự khoan nhượng đối với tham nhũng và tội phạm tài chính. Điều này cần thiết để duy trì sự công bằng và bảo vệ công lý cũng như khôi phục niềm tin của công chúng vào hệ thống pháp luật. Vụ Vạn Thịnh Phát thì được gì? Như đã nói, có lẽ đây là phiên xét xử đáng chú ý nhất lịch sử tố tụng Việt Nam, vì đến cả luật sư cũng dõng dạc đứng trước tòa cho rằng không tử hình Trương Mỹ Lan là tốt nhất, thậm chí lại là có lợi. Theo luật sư thì nếu bị kéo Lan không bị tuyên tử hình, hàng loạt dự án hiện đang đình trệ sẽ được khôi phục, góp phần thay đổi diện mạo thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, luật sư Giang Hồng Thanh nêu các lợi ích nếu không tuyên án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo luật sư Thanh, việc không tuyên án tử hình sẽ giúp bị cáo nhận thức rõ lỗi lầm, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật và tạo điều kiện để bị cáo khắc phục hậu quả. Ông Thanh cũng lập luận rằng, nếu bị cáo Lan không bị tuyên tử hình, hàng loạt dự án hiện đang bị đình trệ sẽ được khôi phục, góp phần thay đổi diện mạo thành phố Hồ Chí Minh, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động và củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đáp lại quan điểm của Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Lan khắc phục hậu quả nhưng chưa đủ để xem xét giảm nhẹ hình phạt, luật sư Thanh khẳng định thân chủ của ông có đủ tài sản để khắc phục hoàn toàn thiệt hại.
luật sư Thanh đưa ra danh sách tài sản bao gồm hơn 21.000 tỷ đồng của cá nhân và tổ chức hoàn trả cho bị cáo Lan hơn 500 tỷ đồng do gia đình bị cáo nộp trong giai đoạn phúc thẩm và nhiều tài sản khác chưa được định giá. Ngoài ra, các luật sư bào chữa cũng nêu thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Lan như những đóng góp cho xã hội, tinh thần khắc phục hậu quả cùng hơn 1.600 đơn xin giảm nhẹ từ các cá nhân và tổ chức. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng tự bào chữa tại tòa cho biết bản thân gần 70 tuổi và đã có nhiều chuyển biến trong tư tưởng suốt 2 năm qua. Từ khi bắt đầu phiên phúc thẩm, bị cáo đặt niềm tin vào sự công bằng của pháp luật và đã nỗ lực khắc phục hậu quả để mong nhận được sự khoan hồng từ tòa án và giờ chỉ cần được sống, xin được mức án chung thật. Bà Lan cũng là nỉ, lấy ra sĩ diện cuối cùng để xin được sống, chuộc lại lỗi lầm, giúp gia tộc bà thoát khỏi cơn bị cực nợ nần Du Thiền. Biệt thự của bà Lan được xử lý như thế nào? Rõ ràng như toàn bộ các phiên xét xử kéo dài trong hai giai đoạn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã đưa ra một loạt phương án cho rằng khối tài sản của bị cáo có thể đủ khắc phục hậu quả của vụ án và mong tòa cho bị cáo cơ hội được trở về. Trong số hơn 1.120 mã tài sản là tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Đơn vị được chỉ định thẩm giá là công ty Hoàng Quân đã chỉ định giá của hơn 720 mã tài sản có giá khoảng 295.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng đó chỉ mới bằng 60% giá trị thực tế. Bị cáo Lan khai rằng, đối với những tài sản là bất động sản chỉ cần bán 10% thì đã được 500.000 tỷ đồng, đối với tài sản là cổ phần, cổ phiếu chỉ cần bán chưa đến 10% thì đã được 100.000 đến 200.000 tỷ đồng. Trong số mã tài sản đã được công ty Hoàng Quân định giá, có dự án Mũi Đèn Đỏ được công ty này định giá chỉ có 18.000 tỷ đồng, nhưng theo bị cáo Lan cho biết, có một công ty khác định giá khoảng 150.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, với tòa nhà số 19, 21, 23, 25 Nguyễn Huệ tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị hội đồng xét xử giải tỏa tòa nhà này, xin lại tài sản này để cho thuê lấy tiền tu sửa biệt thự trên đường Võ Văn Tần ở quận 3. Tòa nhà này hiện đang cho SCB thuê và từ nhiều năm nay SCB không thanh toán tiền thuê nhà. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, giá thuê tòa nhà này lên tới 400.000 đô la Mỹ một tháng đối với 440 mã tài sản không được công ty Hoàng Quân định giá, theo bị cáo Lan là có giá trị ít nhất là 100.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, trong số 440 mã này có những tài sản giá trị rất lớn như quyền sử dụng đất tại các tài sản tòa nhà số 246 Hai Bà Trưng, nhà đất 152 Trần Phú, tổng diện tích xây dựng hơn 300.000 m2, dự án Grand Central tại số 196.202 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây là những dự án nằm trên địa bàn các quận 1 và quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo bị cáo Trương Mỹ Lan, tổng giá trị của 440 mã tài sản không định giá được theo trên sổ sách ước tính khoảng hơn 628.000 tỷ đồng, có thể về giá trị thực khoảng 100.000 tỷ đồng. Vụ án có hơn 30 mã tài sản không thế chấp tại SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan nói trước tòa rằng, chỉ tính một số tài sản nổi bật như căn hộ tầng 1 và tầng 2 tại 78 Nguyễn Huệ, nhà đất 24 Lê Lợi, nhà đất 21 Trần Cao Dân đang bị kê biên có khoảng hơn 12.000 tỷ đồng. Trong đó, nhà đất 24 Lê Lợi và 21 Trần Cao Dân hiện đang đứng tên bị cáo Trương Huệ Dân và là tài sản do mẹ của bị cáo Lan tặng bị cáo Dân. Vậy câu hỏi được đặt ra là Du Thuyền, biệt thự của bà Lan được xử lý như thế nào trong vụ án này? Bà Trương Mỹ Lan phải thực hiện nghĩa vụ dân sự rất lớn. Để đảm bảo thi hành án, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên 658 bất động sản do Phạm Thịnh Phát là chủ sở hữu. Cùng với đó, công ty Quốc Cường Gia Lai cùng nhiều cá nhân, pháp nhân phải hoàn trả cho bà Trương Mỹ Lan gần 20.000 tỷ đồng và nhận lại các dự án, giao dịch trước đó. Đối với các du thuyền, tàu ô tô của bà Trương Mỹ Lan do các pháp nhân khác đứng tên, hội đồng xét xử cấp sơ thẩm cho rằng đây là tài sản của bà Lan nên phải tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của người này trong toàn bộ vụ án đối với các tài sản đứng tên bà Trương Huệ Dân. Hội đồng xét xử xét người này được bị cáo Trương Mỹ Lan nuôi nấng từ nhỏ, bản chất là các tài sản của bà Lan nên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn trong vụ án. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan còn có rất nhiều tài sản có giá trị rất lớn khác mà bị cáo đồng ý dùng để khắc phục cho vụ án. Cụ thể, đối với 658 chỉ tài sản không đảm bảo cho bất kỳ khoản vay nào đang bị cơ quan điều tra kê biên, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng đều là của gia tộc mình.
Trong số đó có hai dự án lớn là dự án cảng Sài Gòn và dự án Amigo ở Tứ Giác, Nguyễn Huệ. Theo bị cáo làm, nếu dự án được phát triển đúng thời điểm và kịp thời sẽ mang về không dưới 200.000 tỷ đồng. Riêng dự án 6A khu Trung Sơn, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 26 hectare, đã nộp tiền sử dụng đất từ khoảng hơn 10 năm về trước nhưng pháp lý bất cập nhiều năm qua hiện đang bị SCB giữ. Bị cáo Lan khai giảng dự án này rất đẹp, theo như định giá của công ty Hoàng Quân thì chỉ được khoảng 16.000 tỷ đồng. Thế nhưng, trước khi bị cáo bị bắt đã có nhà đầu tư trả mức giá 40.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan nói bản án sơ thẩm buộc nhiều cá nhân, pháp nhân bồi hoàn cho mình hơn 21.000 tỷ đồng và hiện có nhiều người đồng ý trả lại. Tiếp đó, bị cáo Lan nhờ hội đồng xét xử xem xét số tiền 5.000 tỷ đồng nộp vào để tăng vốn điều lệ cho SCB nhưng chưa được ghi nhận. Từ sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan đã nộp khắc phục 500 tỷ đồng. Số tiền này được nộp khắc phục cho giai đoạn 2 của vụ án. Trong thời gian xét xử phúc thẩm giai đoạn 1, gia đình bị cáo Lan tiếp tục nộp thêm 80 tỷ đồng đối với căn biệt thự cổ trên đường Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Lan cho rằng biệt thự cổ này thuộc sở hữu của công ty Minga nhưng thực ra là do mẹ của bà mua với giá 700 tỷ đồng. Bà Lan giải thích, biệt thự cổ là di tích không thể mua bán nên đề nghị không kê biên và giao lại cho gia đình để bảo tồn. Về đề nghị trên của bà Lan, bản án sơ thẩm nêu, biệt thự cổ trên đường Võ Văn Tần đang thuộc sở hữu của công ty Mini và chưa thu được sổ đỏ. Hiện bà Chu Duyệt Phấn con gái bà Trứng Mỹ Lan có đơn đề nghị xem xét hủy bỏ biện pháp kê biên và cho rằng tiền mua do các cổ đông của công ty Mindragon. Hội đồng xét xử xét thấy các cổ đông của công ty Minerva thực chất đều là con cháu của bà Trương Mỹ Lan. Cụ thể, cổ đông của công ty Minerva gồm công ty cổ phần tập đoàn Horizon do bà Chu Duyệt Phấn đại diện chiếm 48% vốn điều lệ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lumilin do ông Trương Lập Hưng là cháu Trương Mỹ Lan đại diện, chiếm 26% vốn điều lệ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ra Điền do vợ của Trương Lập Hưng đại diện, chiếm 26% vốn điều lệ. Hội đồng xét xử xác định đây thực chất là tài sản của bà Trương Mỹ Lan nên cần tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà Loan trong toàn bộ vụ án. Với tất cả những phân tích trên, rõ ràng là vụ án của bà Trương Mỹ Lan không đơn giản là một vụ việc đơn lẻ. Nó cũng trả lời cho câu hỏi tại sao bà Trương Mỹ Lan dù đã khắc phục được 323.000 tỷ vẫn bị đề nghị tử hình không nhân nhượng. Đó là một câu chuyện sâu sắc về quyền lực và một hệ thống pháp luật cần phải duy trì sự nghiêm minh trong xử lý tham nhũng, dù bà Lan đã cố gắng khắc phục hậu quả. Dù đây là vụ án tham ô tài sản đầu tiên trong lĩnh vực tư nhân bị xét xử và tuyên mức án tử hình nhưng công tội phân minh trắng đen. Rõ ràng các hành vi phạm tội của bà vẫn phải bị xử lý một cách nghiêm khắc để làm gương cho xã hội. Nhưng phạt tử hình dù có vẻ tàn nhẫn nhưng lại là một biện pháp cần thiết trong bối cảnh hiện nay để duy trì trật tự xã hội và bảo vệ sự công bằng trong nền kinh tế song phẳng hiện nay.